Thông tin từ người dân gửi về cho 24 giờ cùng TRT tại huyện Chư Quynh, một số người dân đã ngang nhiên mang nông sản ra quốc lộ 27 để phơi và dùng các vật cản che chắn, không cho các phương tiện đi vào phần đường đang chiếm dụng. Theo hình ảnh ghi lại, thì đoạn đường thuộc khu vực thôn 4 xã Em Bò Hốc, huyện Chư Quynh, gần trường trung học phổ thông Yút. Người dân cho biết đây không phải là lần đầu xảy ra tình trạng này, mà cứ tới mùa thu hoạch nông sản, người dân lại đem ra quốc lộ 27 để phơi, bất chấp an toàn giao thông.